nay là ngày Valentine, cũng là ngày đưa ông bà về trời. Happy Valentine's Day. Dạ. Hot radish. Appetit. Yeah. Okay, give your hand. Đó, mình làm xong rồi đây các bạn. Đấy cơ. Cái chua này. Cái chua rồi. Thêm chua. Thêm chua. Mọc quá. Thôi. Thôi để ăn cái gì này. Cái thịt này. Cái thịt này. Broccoli. Shrimp. Gừng. Gừng. Thôi. Đó. Đó, bà Lan. Bà Lan. Forgot. Ginger. Ây da, ớt bột mới cho nên rung tay các bà ơi. Ngon quá, hôm nay cũng quá. Nó lại là một cái nhỏ xíu rồi. He's gonna make. Definitely easy, guys. Yes, definitely. Hậu trầu nhiều quá, giấm quá. Nói chỉ có một muỗng giấm thôi, mà hậu trộn tôi nhiều quá, giấm mới chua. Giấm sủ. Vinegar, too much vinegar. Too much vinegar? Okay. Too much vinegar? Right. Nhớ hồi Việt Nam, hồi mình về lần đầu á, mấy người em dắt đi lên rồi là trời. Thì người ta nói là đúng á, mùng 5, 18, 23, ta tính đi xa, mình đi về từ Đà Lạt về, mướn xe á các bạn, đi cũng đông. Mướn xe về, mướn xe dưới Sài Gòn chạy lên. Nó rước mình về đó. Thì chạy sao ổng lọt ổng chạy sao mà như ổng một năm à nó tết á chạy sao ổng lọt cái rãnh nước ở trên đèo á các bạn lọt bánh xe dưới và con gia đình mình xuống ông lên nhắc cái bánh xe lên đó là một chạy về cho tới cái gần cái chợ Long Khánh nha chỗ dầu dây á không ở dầu dây mà ngay chỗ cái ra nhà phải cái ổng ban đêm á chạy về ban đêm về sao không thấy có thằng nào tự nhiên đang chạy vậy đó mà đường hồi đó tối thui à mình về á chưa phát triển mấy đường phố gì sao đường phố thì mấy là có thui à có thù chạy sao cũng tự nhiên có hai thằng nó băng qua đường không mà như nó mà nó không thấy xe tới thì sao ở đây mình bật đèn pha lớn mà sao mình không biết sao bằng đường trước mũi đầu xe luôn như bà nhập hay sao còn trước mũi đầu xe ổng sợ ổng bẻ tay lái qua phía tay trái lủi ra trước giữa đầu xe luôn mà cái đó là tiêu rồi thấy tiêu rồi thế mà ổng bẻ tay lái rồi cái tay trái
Với người ta thì thiếu gì người ta ngồi ngoài lề đường ở Việt Nam thì mà hay ngồi lề đường, đường xe hơi chạy quốc lộ đó mà cũng ngồi ở ngoài lề đường không biết làm gì, ăn uống gì nhậu nhẹt vậy đó ngoài lề đường nha, trong nhà không có ngồi mà nó lung ra Việt Nam mình, cái sân nhà ta làm nhà ra cả cái lộ luôn mà. Dũi rồi tôi thắng lại rồi mà vẫn cái độ trài của xe á vẫn đụng nhẹ vô mấy cái người đó bỏ chạy tán loạn mà vẫn đụng đầu một hai đứa vậy đó, nhẹ thôi, không có nổi gì. Cái ngồi đó thương lượng cả tiếng đồng hồ đó, cho nên Việt Nam mình á có cái tật ra ngoài đường ngồi không à, đường quốc lộ, làm nhà thì làm nhà xịt vô trong đi, bán cái đồ thì người ta ghé người ta mua cũng được, không kêu mà mang ra ngoài sát quốc lộ bán buôn. Hỏi gì là sao mà không có tai nạn được, tai nạn ở Việt Nam thì cũng mạng người cũng rẻ, đâu có bảo hiểm đời như bên Tây đâu, phải không? Tay đụng người cái làm tài xế đi mua xìa tiền ra. Xìa tiền ra để làm ấy thôi, không mua ra tòa hết người cũng đền bao nhiêu, mạng người vậy đúng quá. Việt Nam cũng khó mà thay đổi được, mình chống cho thêm một lần chịu bộ rồi. Rồi sao Việt Nam cũng nguy hiểm, lúc mà mới về Việt Nam mà đã chính bố chính lòng đang chạy xe có bạn chở mình chơi ngoài đường cho lo phần nhà trên hơn thì phải xe lộ đường phố đông đúc, tự nhiên nó có hai thằng tóc dài mặt mũi mà chắc cũng dân đầu trộn đuôi cướp gì đâu biết nè, cái ào đua xe với nhau nữa, trời ơi đường phố đông đúc đua nữa, đua ra mấy cái đồn điện á cao su á đua đều dáng sống mà không thấy dáng sống ở đâu rồi. Việt Nam bây giờ chỉ tránh tình trạng đông đúc xe cộ, chỉ làm những cái xe lửa thôi, cái lửa điện thôi, thấy không? Để cho người ta tiện việc ta đi làm. Ví dụ làm xe lửa điện từ Cần Thơ chạy lên Sài Gòn, đâu khoảng từ trăm mấy cây số chạy khoảng 2 tiếng hồ. Ví dụ như những công nhân họ đi làm họ ra lập ra để làm xe lửa điện là phải mà lập ra cái chỗ đậu xe miễn phí. Để mua xe lửa bỏ xe đó cho lên xe lửa, từ đây mua vé xe lửa rồi có thể mua xe lửa buổi sáng nhà có đi làm đi về hạ lắm không mua sửa sáng. Mình làm
chỗ đậu xe cho Honda cho họ. Có những chỗ ví dụ ra cái chỗ xe lửa điện mấy cây số rồi sao là đi bộ ra luôn đó. Đó ra một chỗ đậu xe. Được cho mình đã phổ biến mà một ai nữa tránh lắm tình trạng ở nguyên lửa sài gòn quá tải ta có thể biến nhà xa xa ra làm cho những cái thành khu thành cận thành phố nó thêm tăng trưởng nó là như vậy. Cái bôi vô là sạch phố luôn. Trong người chèn chút để nạn xã hội có rằng nó đập đường đất gì đâu nhưng mà nó cần phải bấm đường như vậy cho mình nghèo đó là cách trời. Giảng dân bạn cũng cần phải giảng dân đặc biệt không là như vậy thì cái số lượng người lên Sài Gòn ở mướn giảm đi không? Những người đó cho đi làm về sáng đi chiều về là chịu khó đi xe lửa khoảng tiếng hai tiếng nữa thì làm tối thì ta về không thì đâu có thèm ở ở Sài Gòn nữa đâu. Còn những cái những cái người đó, lao động thấp á thì họ có thể là họ muốn nhà ở xa ra thành phố cho họ được thêm cái lợi thế không? Ví dụ như những người ở Hà Nội nè trong vô Sài Gòn không có trao đầu vô trong cái thành phố được không? Giảng dần ra đó là cách giảng dần để cho tránh bằng tránh mà ô nhiễm sửa điện chạy lại xuống thờ cũng đọc đúng không sử dụng thiếu phương tiện để ở từ Sài Gòn ra ra ngoài trung cả ngày luôn cả ngày cả đêm luôn không bên đây á cái lửa chạy nóng không ở đây không cần phải là siêu tàu vậy không cái lửa chạy nóng bây giờ công việc phía mình đi chơi với các bạn em cái lò mình đi cá biển chào cả nhà đi xuống ở những sự còn ba bằng ảnh chào chung sáu biển học cái đó không làm được bài hết. Giảng chân ra được tệ nạn thì Sài Gòn bớt người đi Sài Gòn bớt người đi thì đâu cần phải giảng dân thành phố gì đâu ra nó mà mấy anh là mà ngồi trên mà ngồi phòng mới lạnh không biết đắt vậy có học đâu biết có đi học đâu biết, có biết tính toán gì đâu, không biết cách tôi gì hết. Ở đây người ta tính tính cả mấy chục năm tới luôn, người ta tính tới một mức độ dần thành nở, mà sao có tính được? Đang bỏ tay, ôm mình,
No rồi, còn một cái. No rồi chứ. Đây chứ. Đúng là cái bụng đói rồi mà mắt đói rồi mà bụng đói. Rồi. Làm cơm nhiều quá. Tôi lướt là đang ở nhà. Đang mà tìm em muốn làm cơm này. Làm ở nhà. Bắt là. Làm nước chấm này cũng ngon nữa. Nước chấm nè, nước chấm nè, nước là nước là chấm rau nè, ngon à. Ừ. Không? Có chua không phải không? Có chua với hậu rồi, ngon. Dạ. Ớt cũng cay, ớt vào ấy. Cay hot. Wasabi. No wasabi. No good. That's why I'm a bad one. They put wasabi powder. Better. Which one is in the bag? The one that's in the hot radish. I like hot radish. Wasabi in the bag. Hot radish. Wasabi and butter. I wish to just say better. Oh, they haven't been in the bags yet. Wasabi in the bag. Nó vừa vừa một tay là hậu. Giờ cái bát của mày làm ít rồi, chẳng hạn rồi. Hậu trang đầu, đầu quà. Cái sâu rồi, cái dài. Vậy, vậy, xưa rồi em. Cho dài. Lâu chưa cái chứ? And today, it's changed it. It's changed my lottery ticket for another lottery ticket. Sao đi đây? Còn một bạn không? Nước chấm này là mình làm lạc lạc thôi. Để mình chấm với rau củ quả nè. Còn không có cơ nước đường mặn hơn. Is it a mate? Nào là khi mà hậu nó bụng, nhìn nó mắt.
Làm nhiều hơn cho ăn. Nhưng cái bột mà ăn chút xíu à. Cũng hết rồi. Vâng. Cái bột mà ăn vừa đủ rồi. Giới mũi à, ăn chậm. Lớn tuổi mình ăn chậm, sống chậm. Rau cải nhiều hơn là tốt. Cái dưa còn là ngon, ngọt lắm. Very ngọt. Trong ngày mùng ba Tết vui vẻ làm ấm bên gia đình. Bye. Have a nice Valentine's Day. Bye. Hand fighting again. Yeah, every day.